bảy lồng nè, bảy đập nè, đủ món ăn chơi đó. Chuyến này là tụi bay chết với tao. Trời đất, có làm gì mà lén lén vô vậy? Tại con thấy chú Tư đang ngâm cứu gì ra, con vô con coi. Ngâm cứu gì đâu, coi mấy cái bẫy chứ ngâm cứu gì. Bẫy, bẫy gì? Bẫy á, hiểu chưa? Trời, bẫy chuột, nó đại chuột đi. Đừng có nói cái tiếng nó ra, đừng nói tên nó. Ông bà anh có dạy rồi, hả, không thích cái gì đừng nói tên nó ra, hiểu chưa? À, bây giờ không nói chuột thì nói tí. Ừ, thà nói cái gì đi. Ủa sao nay rảnh rỗi mà đi qua đây vậy? Đi cân tôm mà lâu lâu cũng phải nghỉ ngày chứ chú Tư. Trời, đi cân tôm mà làm gì công chức, có ngày nghỉ rồi. Ôi chứ làm hoài tiền bỏ đâu cho hết chú Tư. Sốc. Khoe. Gì vậy? Chú Tư bỏ tay vô con cái. Gì vậy? Bỏ vô đi. Rồi rồi rút ra. Trời ơi, sao mà thời buổi giờ mà còn xài mấy cái bẫy chuột này nữa? Chứ giờ nó phá quá, không xài thôi được. Cái này không có xi nhê gì đâu. Ha, tao thấy mày nói đúng. Tao mua mà, tao gài hôm nay mà không có con nào vô hết trơn. Trời mày, để con chỉ cho chú Tư cách nè. Việc là việc sĩ luôn, chứ không phải việc lẻ nữa. Ủa cách gì vậy? Nói nghe coi. Xích vô. Nói đại đi, cái gì đâu mà phải làm. Xích vô. Xích vô. Rồi, nói đi. Được rồi, đủ rồi đó. Nói đi. Đây nè, đây nè. Làm gì như ma vậy? Nói đi, cái gì mà lãng quan lợi vậy? Tại con nói nhỏ mà con xích ở bên đó, cái ngồi nó không thoải mái. Qua đây rộng. Đây. Chào. Không vậy, này nguy hiểm à. Được. Trời ơi, chú Tư thử làm đi, là có hậu quả liền à. Gì hậu quả? Trời ơi, lộn. Chú Tư thử làm đi, là có hiệu quả liền. Hiệu quả hả? Ủa? Được, có ai làm chưa? Trời ơi, sớm trên làm chết quá trời luôn kìa. Hết. Lộn, chuột chết. Mày làm tao hồi hộp quá. Bây giờ thời buổi giờ ai làm cái này nữa, mình phải làm mấy cái đó đúng không? Là mình phải áp dụng vô nó mới giết mấy việc tận gốc nó được. Tao nghe mày nói cũng có lý à. Để nghe mày thứ lần này coi sao. Ấy mày coi, mày đi mày gặp mày mua giùm chú một cái coi. Lát con đi chợ nè, rồi con ghé con mua cho. Về á mình diệt chuột ha. Đừng có nói tên đó. Lộn, diệt tí.